Trước tin đồn sử dụng chất kích thích khiến thần sắc mệt mỏi, gương mặt phờ phạc khi xuất hiện tại một sự kiện gần đây, diễn viên Anh Đức lập tức lên tiếng phủ nhận. Đúng như tin đồn, Chipu đã tham gia vào mùa 4 của chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Dù chỉ xuất hiện vài giây trong đoạn giới thiệu, nhưng nhan sắc cùng thần thái của người đẹp Việt Nam nhanh chóng gây chú ý vì khá nổi trội. Hoa hậu Trái Đất 2018 Phương Khánh chia sẻ, bản thân đang mắc bệnh cường giáp. Cô cũng đưa ra lời khuyên nhắc nhở mọi người khám sức khỏe thường xuyên. Mới đây, nam ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ trên trang cá nhân về mong muốn tổ chức live show góc ban công vào cuối tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, đến tối ngày 27 tháng 4, nam ca sĩ bất ngờ công bố hủy bỏ show diễn này, dù đã xin được giấy phép biểu diễn. Sự xuất hiện của Mono tại một đại nhạc hội tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của khán giả, cho thấy sức hút đáng nể của giọng ca trẻ. 6 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Leo Ngân Anh dần tạo được thiện cảm với công chúng khi theo đuổi con đường học vấn, trở thành giảng viên đại học và giữ đời tư trong sạch. Trong mắt Thu Trang, Thái Hòa là một diễn viên rất chuyên nghiệp, chịu khó. Dù đã làm nghề nhiều năm nhưng Thái Hòa vẫn còn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết. Khác với hình ảnh những bà mẹ chồng ghê gớm trên phim, ngoài đời nghệ sĩ nhân dân Lan Hương là người vui tính, đảm đang.